Chào cả nhà nhá. Một buổi sáng ngày chủ nhật, trời mưa tí tách, mưa lồm ẩm. Buổi sáng sớm nay đầu tiên là mình sẽ sửa một đống cái điều khiển này. Bạn nào muốn tham khảo thì theo dõi nhá. Trên kênh của mình thì có một list danh sách là mình tạo video là chuyên sửa điều khiển cho các bạn nào đó muốn tham khảo ấy. Mình đánh dấu ở đây là của một người, đây là của một người, đây cũng còn là một người. Sửa cái này xong bắt đầu thay con IC khuếch đại âm thanh Class D trên một cái loa kéo rất to và hầm hố các bạn ạ. Đặt IC, nó có IC rồi. Ngày hôm nay hai đứa con mình cứ chờ trời nắng như hôm qua nè. Ba bố con lại bắt đầu trên chiếc xe máy đi chơi, lên trên núi Hàm Lợn, hồ Hàm Lợn chơi, cuối cùng lại mưa thế này chả đi được rồi. Đầu tiên thì sửa hai cái này trước vậy nha. Thì để mà sửa nó thì chúng ta sẽ có một bộ nhận tín hiệu điều khiển. Thì trên kênh của mình, cái list danh sách sửa điều khiển từ xa ấy, mình đã hướng dẫn mọi người cách lắp nó rồi. Một cái nguồn 5V là mình lấy ở trên cái cục sạc của Samsung cổ ngày xưa này nha. Một cái adapter 5V, hai con đèn, một con đèn báo là cắm điện là có điện, chứ khi cắm này không có điện thì chả biết gì. Và một cái mắt nhận IR, mắt nào cũng được. Khi chúng ta bấm ấy, thì cái mắt này nó nhận được, nó phát ra chuỗi xung thì cái đèn này sẽ nhấp nháy nhá. Đây cái này thì tịt này, không gì cả này. Khiển Mitsubishi này, nhiều ghê. Xem có pin không? Ở đây vẫn có pin đây. Nhưng mà pin người ta đang lắp ngược thế này thì chạy làm sao được. Nhưng mình đoán là hết pin nhá. Và mình đính chính cho mọi người ấy, những cái quả pin CR2025 này là nó hay hết theo cái kiểu vậy. Chúng ta có đồng hồ này, là chúng ta bỏ ra chúng ta đo. Cực dương của nó là cái vỏ ngoài nhá, nó ghi đấy. Và cực âm của nó là cái lòng giữa nhỏ này. Chúng ta đo khi nó được có điện áp là 3V1 hoặc 3V chẳng hạn, là chúng ta lắp vào nó cũng không chạy được đâu. Bởi vì lắp vào nó chỉ phát sóng được một chuỗi, một cái xung cái này chớp cái sau lại mất luôn. Thì dẫn tới là nó không đủ cái chuỗi xung cho quạt nhận, dẫn tới là nó không điều khiển được nhé mọi người nhé. Nhưng con này thì chắc là họ mua pin nhưng mà cuối cùng họ lắp ngược hay sao ấy. Và mình hay cái trò ấy, đầu zin bản của nó là con pin của nó là CR2025. Còn CR2016 là mỏng hơn cho đồng hồ Casio ngày xưa các bạn ạ. Nhưng mình hay mua là con CR2032, nó dày hơn một chút nhưng vẫn cố nhét vào được các bạn ạ. Và nó lại chặt. Mình hay mua như thế. Và tất nhiên là nó dày hơn thì là nó sẽ tích được năng lượng nhiều hơn, thì dẫn tới dùng được lâu hơn. Nhưng còn bền nhiều hơn hay không còn phụ thuộc vào pin của tập chúng ta, mua tốt pin xịn hay pin không các bạn ạ. Đây này, cũng như là cái pin con thỏ này này, thì kiểu gì cũng nhanh hết điện hơn so với cái quả pin Panasonic này nhé. Nó theo giá thành mà. Đấy, không bấm được thì người ta mới đi sửa mà. Pin mới đấy, mình thấy pin như thế là pin đầy điện này các bạn ạ. Bây giờ sửa nó thì các bạn mà cẩn thận này, có máy sấy tóc nhá. Các bạn để sấy nó lên. Để bóc cái này ra này các bạn này. Đây là những cái điều khiển theo quạt nên nó xịn nó hơn những khiển mua trên thị trường. Thì cái khiển này nó thiết kế đây là lớp bột than nhá, đây là bột than, khi chúng ta ấn ấy, thì cái lớp bột than này nằm chập ở dưới nhá. Để giải thích cho mọi người là nó thiết kế như nào một chút. Còn bây giờ thì cần phải có một cái tu vít bé bé, để mình tìm tu vít bé bé. Bạn nào không có tu vít bé bé thì các bạn có thể tự chế bằng cái bút điện hoặc cái gì đó dẹp dẹp các bạn mài là nó sẽ thoái ra được, bởi vì cái này nó không chặt lắm các bạn ạ. Còn bạn nào không có cái mắt nhận này thì các bạn có thể bật camera điện thoại phía đằng trước ấy, camera đằng trước ấy. Sau các bạn sẽ bấm dí cái mắt phát này này thẳng vào cái camera thì chúng ta sẽ nhìn được trên màn hình là nó nháy nháy cái chớp kiểu cái hình tím tím của hồng ngoại các bạn ạ, thì là nó phát được. Đây là đang nói cho các bạn nào mà không phải là thợ sửa, còn thợ sửa họ phải lắp cái này. Nhiều người cứ bảo lắp cả cái loa này kêu nữa, nhưng mà kêu điếc tai mình chả lắp loa, mình lắp mỗi cái đèn thôi. Tức là chúng ta không bị mù, chúng ta nhìn được cái đèn nó nháy là chúng ta biết được. Thì chúng lại dùng cả tai nghe nữa các bạn ạ. Nhìn phức tạp quá. Ôi, cái điều khiển này như là điều khiển mua trên thị trường ấy chứ các bạn ạ. Xịn gì này. Thì bây giờ thì để mà nhanh gọn lẹ thì mình sẽ dùng cái bộ cấp nguồn của mình.
các bạn có thể chế một cái bộ tự chế được. Mình cấp với âm ở đây, bởi vì âm nó là cái mặt bích nó làm như này mà. Thì cái mặt bích ở dưới này này là âm này và dương ở đây. Đó. Sau đó là mình thử dùng cái nhím này, mình bấm thử một phím. Đấy, nó bấm được các bạn thấy không? Nó nháy kìa. Chớp này. Thì như vậy là mạch điện ok, không vấn đề gì cả, chỉ liên quan là do tiếp xúc pin nhá. Thì mình hay có cái thói quen này là mình hay mài như này này. Đó, mài một chút như này để tạo cái xước đi, bởi vì là cái chúng ta phải hiểu rằng cái quả pin khi nó đánh vào như này này thì nó chỉ chạm một tí thôi, nhưng mà cái một tí đấy nó đã bị có cái sự xỉn dỉ dẫn tới là nó không tiếp được nhá mọi người nhá. Và mình còn cái võ này nữa để tăng độ bền như người ta này, các bạn chờ xem võ của mình nhá. Đó là mình sẽ chế cho nó một đấy, camera đã bắt đầu bị ẩm thấp của ấy là mờ đấy, nó cứ sương sương và mờ đấy, tí nữa mình sẽ tháo ra mình xử lý. Nhà sản xuất họ đã thiết kế là có vị trí lắp một con tụ hóa lọc ở đây này để chạy ổn định cho điều khiển ấy, nhưng mà họ chả lắp nên mình giờ mình lắp thêm nhá. Tụ chúng ta còn lắp tụ 10mm, tụ 47mm, nhưng mình đang chỉ tìm được con tụ là 100mm thì ok, tìm trong tụ theo cân này của mình thôi. Tụ nó phải nhỏ nhỏ, mình lắp vào đây mình nhìn ở phía dưới này nó không vướng. Đấy, phải nhìn nó không vướng nhá, chứ vướng thì lắp vào lại kênh các bạn nhá. Phải mẹo nhìn đấy. Nên ông sản xuất ông ấy làm lắp tụ chân này, nhưng mình đang lắp tụ chiều như thế này, nằm đúng như này luôn các bạn ạ. Để vệ sinh cái len ca lông M10 đã, nó đang bị thạch hơi xương rồi. Đấy, nhìn trong hẳn nhá, không bị mờ trắng trắng nữa. Lắp đúng âm dương thôi để tăng cái độ chạy ổn định cho điều khiển, nó kiểu như là cái con tụ nó là giá trị là tích năng lượng. Giả sử như mà chân nó tiếp xúc không tốt thì nó vẫn với cái sự tiếp xúc không tốt đấy kèm theo với con tụ thì là nó vẫn có độ phóng, độ phát xung được ok mọi người ạ. Đây là cái mẹo thôi. Và điều khiển ngày xưa thì nó luôn có tụ đấy, còn cái điều khiển bây giờ, nhất là cái đồ hàng mã, đồ hàng chợ đồ hàng Trung Quốc sản xuất ấy, thì họ sẽ bỏ bớt đi, họ sẽ tiết kiệm được linh kiện mà các bạn nhé. Và dẫn tới là mạch điều khiển chạy không được, không ổn định, nên khách dễ là cầm điều khiển đập hỏng, nên phải họ đi mua thì bọn Trung Quốc lại bán được hàng các bạn ạ. Đôi khi không chạy được, không tiếp xúc tốt nên là đập mà các bạn bộp đấy. Là ý mình đang nói đấy là do phản hồi của khách nhá, khách nói như vậy nhưng mình như vậy nhá, chứ mình thì chả đập đâu. Mình tháo ra mình sẽ xoáy pin các bạn ạ. Có những cái điều khiển mà nó lâu năm quá, khách bấm nhiều còn mòn được cái bộ than này mà, khiển xịn ấy. Cái đấy thì phải có mẹo độ chế các bạn ạ. Nhiều khi độ chế dòng chạy nó vẫn còn ngon hơn cả điều khiển mua mới các bạn ạ. Bởi vì mua mới chúng ta mua được chính hãng này tốt, chúng ta mua cái đồ đẻo thì chán thua các bạn ạ. Đấy, mình cũng mài sức cho đây đi, chỉ mài chỗ đấy thôi, là nó tiếp vào cái đoạn này thôi, còn cái đoạn này thì đích thèm mài đỡ lâu các bạn nhé. Nào xem được 10k chưa. Đấy, 10k luôn nhá các bạn nhé. Các bạn thấy nó bấm được chưa, các bạn nhìn thấy không nhỉ? Nhưng mà mình thấy bấm cảm giác như là cái sóng của nó kiểu gì ấy mọi người ạ. Thế để mình lấy cái ấy mình thử thế nào. Mình thấy nó bấm lạ này, hay là con điều khiển này sóng nó như thế nhỉ, sao nó nháy kiểu như buồn cười lắm. Chờ mình lấy cái để mình thử. Tiền nhà có sẵn bo này này của Mitsu này, cấp 5V nào để thử này. Mình bấm lên thấy cái đèn này nó nhấp nháy lạ các bạn ạ. Đấy, có bấm được đâu nhá. Bấm thì cái loa này nó kêu là các bạn sẽ biết nhá, đèn này nó sáng nhá. Thì đây là cái điều khiển mới của mình này, mình rút cái này ra để tiếp xúc pin này. Đó, đây là nó phải sáng như này cơ. Đấy, thế nào khả năng là con này pin không phát pin khi chạy là do không phát đủ các bạn nhé. Đây nha, mình bấm lại cho mọi người nhé, là không bấm được nhé, bởi vì cái phát này mình kinh nghiệm mình sửa mình thấy thế. Còn con này nó phát độ sáng hơn nhiều các bạn nhé. Cái điều khiển mới thì mình cất đi. Đây, khả năng này phải thay cả pin người ra rồi. Đây, pin CR2032 y như mình nói đây. Đấy, sửa chữa là đôi khi phải có đồ. Và qua đây chúng ta sẽ thấy mình nói nhá, đôi khi pin nó đo vẫn được 3 mấy V đấy, nhưng mà khi có tải nó sụt đi dẫn tới là cái xung phát nó sai khác các bạn ạ.
Đặc biệt là do có tủ nó lọc nó giữ thế thì nó mới bị như thế nữa đấy các bạn ạ. Nên nó phát đường khác không chuẩn. Đấy nhá, chúng ta ra đây thì mình chỉ thay cần thay pin nhá. Con này vừa xỉn chân này, vừa thay pin này, bị lỗi pin này. Nào thử nhá. Đấy, ok luôn các bạn thấy chưa? Như vậy là con này là phải lấy khách cao hơn rồi bởi vì thay cả pin. Một con đã xong thôi, con này cứ để đây để thử luôn nhá. Đã được cao hơn tí. Phải thay cả pin rồi, đắt tiền hơn các bạn nhá. Tiếp theo là cái khiển điện cơ thống nhất. Điện cơ thống nhất thì bỏ cái này đi đã, tí nữa sửa sau. Đấy, chúng ta đã sửa ra, các bạn có thấy nó phát ra sóng mà nó không được đấy nhá. Là như mình phân tích nhá mọi người nhá. Không thì nhiều người cứ bảo nó phát được sóng nên là chả được, đi mua điều khiển về nó phí cái điều khiển ra. Chẳng qua là cái pin nó trả ra hệ thống thì nó vẫn có năng lượng nhưng trả ra hệ thống gì thế là nó không phát được. Thế này là Vlogin điện cơ thống nhất đây, khiển theo quạt đây thì nhìn nó mới như này. Lắp pin vào thử. Đấy, bấm được luôn. Thế cái này hết pin thôi. Thế hết pin thôi thì để lắp pin luôn các bạn ạ. Vẫn lấy 10k các bạn nhé. Ok, hai cái sửa chữa anh, nhưng mà không phải đâu. Mình đoán là chân pin nó tiếp xúc không tốt đấy. Các bạn ạ, phải xử lý chân pin cho người ta nhé. Con này thì mình tạm thời dừng video để mình xử lý hàn, đắp thiếc rồi cho một ít dầu nhớt vào chân cho người ta, bởi vì nó không tiếp xúc nên người ta mới đem đi sửa đấy các bạn ạ. Chẳng qua là do mình lắp vào thì nó lại tiếp đây các bạn ạ. Mình vừa cho vừa mài, dùng rũa mài cái chân này và cho một ít dầu nhớt vào chân cho đỡ rỉ nhá mọi người nhá. Và vừa kéo cái này ra cho nó căng, cho tiếp xúc pin cho tốt các bạn ạ. Đi sửa mất 10k được, dùng được qua một mùa là ok rồi. Nhưng mà họ biết tháo pin ra còn lâu hơn nhá. Ok. Rồi tiếp theo lại quạt Mitsubishi hai cái này đi. Cái này mình thấy bóc ra này. Nhưng mà test thử đi, không lấy gì nhá. Cải nát hết ra này rồi. Đấy, chúng ta đã thấy là cái quả pin vừa lấy này. Cái quả pin này này đo được 3,2 nhưng mà khi có tải nó sẽ sụt đấy các bạn nhé. Đây là chúng ta thấy này. Đấy, tận 3,3 luôn nhá. CR Maxell 2025 này. Hết pin rồi, như vậy là lại hết pin thôi ấy các bạn ạ. Nhiều khi này chỉ hết pin ấy. Mình đang lắp CR 2032 nhá. Đây cho mọi người xem này. Đây cho mọi người xem, đây là quả pin xịn của nó, của quạt nhá. Và quả pin mình sẽ lắp cho nó này. Mình không mua 2025 bởi vì nó nhanh hết. Bởi vì pin này mình mua chỉ là loại pin, cũng là loại rẻ tiền nên hôm nay đắt tiền. Còn pin này pin theo của nó này. Nhá. Thì 32 nó dày hơn thì nó tích trữ năng lượng nhiều hơn so với cái mỏng này nhá. Nên khi buôn pin rẻ tiền ấy lại bằng cái pin 25 xịn. Đấy các bạn ạ, nhiều khi nó lại thế đấy. Bởi vì mình thấy là nhét vào được. Nó hơi dày một chút nhưng mình thấy cảm giác nét nhất là được. Và nó căng nữa. Nó căng thì nó tiếp xúc càng tốt các bạn nhé. Tôi lại mờ dưới rồi. Bấm vào đi để được 10k à, quên thay pin là đắt hơn này. Ôi chả bấm được các bạn ạ. Hỏng nữa mà. Mọi người nhá. Tiếp tục tháo như vừa đấy. Con này là con zin bản của nó nên keo của nó chặt hơn cái con vừa sửa. Bóc phát được luôn. Cái co keo gọi là điều khiển hàng chợ. Còn con này là con điều khiển zin theo quạt nên keo nó cứng lắm. Mình đang muốn bóc nó ra mà chả muốn ra lấy cái máy sấy tóc vứt ngoài kia nữa, thôi dùng tiện cái này. Cái khò này vặn mắc công suất à, mắc gió nên nó nóng lên là mình sẽ cạy ra được mà các bạn nhé. Đây là chiếc điều khiển xịn nhá, các bạn thấy nhìn nó gây hầm hố chưa, có tụ lọc như mình vừa thêm cho con kia nhá. Con kia mình thêm tụ 100 cơ, như đây con zin bản này chỉ là tụ 477 thôi nha mọi người nha. IC xỉn hết chân rồi, kiểu như nó được đổ keo chống ẩm hay sao ấy. Transistor lệnh từ con này không điều khiển trực tiếp nét mà là đến cực B con này, con này mở nhá. Thành anh dao động 455 nha. Khiển này chắc lâu lắm rồi. Cái chân cái này nó bẩn như này bởi vì cái nút này không có nha, nó nằm như này này thì chỉ có đây và dưới thôi, đây và dưới thôi chứ không có khiếm này, nó bịt lại nha, có thể đời khác mà dùng. Thì con này thì tháo ra bắt được lỗi luôn, đó là cái chân thạch anh đang gãy nha. Chân nó có sự lung này đây này, nhiều trường hợp gãy thì câu được, câu xong dán giữ lại cho người ta đỡ chống rơi nha. Bên này hàn lại cái chân của cái phím này, cái con IC này nữa là có thể là ok. Và tất nhiên cũng mài lại cái tiếp xúc pin lâu năm nó xịn này.
Tóm lại là mình phải làm lại cho nó chạy ngon lành được cho người ta nhé mọi người nhá, thì mới có thu nhập. Vừa dùng mỏ hàn, hàn cái chân nó xừ bám dích vào, dít vào nhau này, thôi dùng khò để tách nó ra để tách chân các bạn ạ, chân nó bé quá các bạn nhé. Nhiều khi sửa khiên nó thế đấy các bạn ạ. Đó, à như vậy là những cái chân đứt là những cái chân không sử dụng. Ôi giời ơi mệt người. Đấy, hết nó đi các bạn ạ. Đấy cái đoạn nó mình vuốt đấy, mình sau mình nhìn mình thấy nó có một số chân nó dính, hóa ra đấy là những cái chân không sử dụng. Đây chân này không sử dụng này, thôi này vuốt sạch đi hàn lại thôi. Đây cho mọi người nhìn. Mình thấy chân nó xỉn xỉn bẩn bẩn mà, nên là mình vuốt lại mình thấy những cái chân vì bong này nó bị chạm hết vào nhau, bởi vì là đấy nó rất nhiều chân không sử dụng nhá. Bây giờ chân nào không sử dụng bỏ đi luôn. Các bạn ạ, tí nữa cho mọi người nhìn mình hàn lại cho mọi người nhìn nhá. Khò lại cho nó chuyên nghiệp, sẵn có đồ. Chắc là dính thôi các bạn ạ. Mình lựa theo kiểu theo quán ấy thôi, theo thói quen. Nó thích thì vuốt cho nó cái. Chân nó bé mà. Mà đầu nhọn đi. Mình nghĩ là nó dính rồi. Test thử không chạy các bạn ạ, như đo nhìn đứt mạch. Đây là âm này, tới âm này rồi này, tới chân âm của IC rồi này. Đó, còn đây là dương này, tới dương của tụ rồi này, tới dương của led rồi này. Con này mình hàn lại rồi. Rồi là đi theo tới chân dương của IC thì chỉ đến ở đây thôi, còn đi xa này không đến. Nó bị xỉn cái đoạn này, câu dây thôi nhá. Như vậy là con này nó, chúng ta thấy đấy, pin Maxell xịn nhá. Con pin này CR30 Maxell xịn đấy, mà nó vẫn bao năm nó vẫn dạ axit nhá. Và xin nó làm ẩm mạch đấy. Và vừa nãy mà đánh một lớp xỉn xanh như này mà các bạn nhá, xỉn bẩn đấy, trắng đấy, dẫn tới là nó bị đứt mạch đấy các bạn ạ. Còn tóm lại là bệnh quá nhiều nhưng mà khả năng vẫn trong tập sửa. Cái chân ngoài cùng ở trên này là câu cái đoạn dây đồng vào cho nó bám nhá. Còn những cái chân kia lúc mình vuốt mỏ hàn này, xung ấy nó dính vào nhau, chẳng qua là bản thân là nó không sử dụng chân thừa mấy cái chân này thế, rồi nó vuốt nên nó bong mạch các bạn nhé. Còn nó chân nào có thì không bong đâu, tóm lại là chân nên lém được. Thì tất nhiên là đã test thử nó đã chạy rồi nên mình có ra dùng xăng mà đánh sạch qua một chút nhé, nâu 1, 2, 3, 4 cây, 5 cây phím này, còn bây giờ lắp lại thôi. Như vậy là con này là nó chắc là khách vứt lâu rồi. Ở đấy này nói là đã cạo sạch, cạo chân pin này rồi nhá, và cạo ra thì nó đồng nó đỏ ao ấy, nhìn bên ngoài nó sáng trắng đấy thôi, nhưng mà cạo ra màu đỏ, thấy mấy cái kia các bạn ạ, nó là bằng đồng chứ nó không phải là bằng nhựa, bằng kim loại các bạn nhé. Nhiều con này tháo ra thì gãy chân, ở đây hàn lại luôn cái chân này để cho nó chắc. Khách vừa tới lấy đồ nên mình lại dừng lại. Con này hết cả pin mọi người ạ, đây bấm thử. Cấm thử xem nó nháy không, bắt đầu mi dán vào không lại dán vào này, bóc ra mệt người, đôi khi phải mẹo một chút. Ok rồi, đấy phẩm vẫn ok nhá, để mà test thôi, chả cần test mà mình biết bấm nó sáng này mình biết là nó ok rồi nhá, nó không như vừa nãy các bạn nhìn thấy nó yếu yếu đấy. Ok một cái, tiếp theo con này, con này thì nhìn nó bóc bành bành nên chắc là người ta tự bóc à, thôi cứ bóc ra xem thế nào. À con này con mua các bạn ạ, con này con mua, con này con mua nhìn có vẻ là lởm hơn con kia, con zin con vừa dãy sửa ấy các bạn ạ.
Nhưng mà cái con kia sửa lâu nhá, khò khét minh tinh ấy. Đứt mạch đấy. Ôi con này cũng là con xịn mọi người ạ. Nhưng có cái là nó thiết kế kiểu khác nhá. Thì xịn thì nó vẫn giống hệt kiểu như thế nhá. IC vẫn IC thế mọi người ạ. Và rất nhiều chân ở đây không sử dụng nên con này nó không bị xỉn như con kia. Vẫn tủ của Asahi nhá. AC vẫn 455. Vẫn nhiều thứ các bạn ạ, nhưng con này thì nhìn có vẻ đẹp này, test thử cái xem nó có phát xung không đã nhá mọi người nhá. Đây đôi khi lại hết pin. Dương nè, dương vào đây. Âm là cái kẹp này hơi khó này. Kẹp hơi khó, kẹp vào chân tụ. Đấy, bấm thử cái nhá. Đó, không phát xung này các bạn nhé. Nó lỗi. Bây giờ để xem lỗi gì, lỗi như nào. Nó hay gãy chân thạch anh á, khi đông đông làm ấy. Không gãy không gì cả, bây giờ nó không mạch nhá. Đây, cho mẹ cho mọi người xem mình tìm bàn nhá. Zoom gần lên này, cho nó rõ này. Lấy nét lại này. Con này có sửa được pin của nó còn thì mình cũng thay cho người ta cái pin luôn, lấy tiền cả thẻ. Pin mới cho được lâu các bạn ạ. À, đây là dương này, tới đây rồi này. Và nó sẽ đi đến cái chân ngoài cùng này. Ok đã tới đây. Cũng tới được các bạn ạ. Qua đây chúng ta sẽ thấy nhá. Ô, nó mất à? Ô, mất thế này là có vấn đề nhá. Qua đây chúng ta sẽ thấy là họ hàn họ cũng chả rửa đâu các bạn ạ. Thạch anh hàn sau, cái này hàn sau. Chắc là con này cái này làm trước, sau đó là chan to này, cái này hàn sau, tụ hàn sau. Đây đo này đang bắt được lỗi nhá. Đo không thông này các bạn này. Không thông ở đâu như là đây lại cố gắng cho mọi người nhìn để mình đang bị hiểu là mình nhìn theo đường mạch đấy. Từ đây là nguồn dương nhá, nó sẽ vòng tới âm dương tụ này, sẽ đi gầm sang để đi tới đây. Nhưng cái bo mạch mình vừa sửa ấy, thì nó từ đây nó đi vòng theo cái đường này, nó đi tới đây các bạn nhá. Nên nó đi gầm để lấy chân này, bởi mình vừa nãy làm cái kia mình biết chân này rồi mà. Sau đó tiếp tục này, nó đi vòng như này tới cái chân dương này, về đổ từ dương từ alốt sang cathode của con led này. Sau đó chấn C con chan này. Đó, chân C này, và đổ từ C sang E nhá. Sang E này. Thì bây giờ đo không có nguồn dương lên đây thì làm sao mà nó lửa được, nó đứt mạch ấy các bạn ạ. Đo lại cho chúng ta tham khảo nhá. Từ đây này, tới đây ok rồi này. Đấy, lại đo được rồi. Chán đấy nhỉ. Vừa đo không đo được, bây giờ lại đo được. Nó nứt ở đây không? Ui giời, đúng đứt thật. Đây bàn ở đây này. Mọi người nhìn cái vị trí này nhá. Nó nứt ra này. Một phát dọc nứt này. Nhá, chắc lại làm vào rồi, cho vào để giường làm vào rồi. Nhá, để xem đứt như cái nào nữa để câu thôi. Tóm lại đứt mạch, nhá. Mình nói rồi, con này mình có sửa được thì mình câu kéo xong bắt đầu mình cũng thay cho người ta quả pin mới luôn và lấy tiền cả thẻ pin nhá. Pin Panasonic xịn này. Các bạn ạ. Nhưng mà điện áp còn cái lịt các bạn ạ, chả còn cái gì nữa các bạn ạ. Lịt buộc ấy nhá mọi người nhá. Cái bọn trẻ con giờ nó nói bậy như thế đấy. Tưởng đơn giản nhưng mà quá phức tạp luôn, phức tạp hơn cái con vừa nãy. Nó lứt một phát dọc như này này. Rồi nó lứt hai chỗ cơ, còn một cái chỗ nào nữa, cái chỗ này nữa này. Mọi người này. Các bạn sẽ nhìn nó đứt quá nhiều luôn nhá. Đoạn này thì mình đo đây nó đứt đấy. Đoạn này cũng đứt, đoạn này cũng đứt. À, cái đoạn này nó vòng ra đây, nó vào cái chân con IC này, nó đứt một cái dọc chỗ này này. Nó dọc cái chỗ này này, dẫn tới đứt cả mắt cho con này. Rồi cái chân này đưa lên cái phím trên này không sử dụng, mình cũng không thèm câu, nhưng mà nó lại chạy xuống cái nút power nên mình phải câu cái nút này, bởi vì nó đứt dọc trong mà. Rồi cái nút này nữa thì chạy xuống cái nút dưới. Nó tóm lại là mình đã câu nhìn xấu và xấu bẩn bẩn nhưng đang muốn phục hồi lại cho người ta mà nó gãy quá vỡ quá nhiều ấy. Thế tí nữa khả năng đổ sự keo 52 để cho nó bám dính cái này giữ lại các bạn ạ. Nhưng nhá, đang bảo là nhưng này, làm được tất cả rồi. Power cái này bình thường rồi, nhưng còn cái này để đích được.
Cái này đích đường là do cái vị trí này nó nứt dọc chỗ này này. Đó, nên nó đứt ở đây rồi. Nhưng cái chỗ này đang nứt ở đây nhưng mà nó vẫn đang bám. Nên vẫn bấm phím này, nhưng cái phím này là phím timer nên ném bỏ được. Nhưng cái phím này thì quá là quan trọng. Cái phím trên thì ném bỏ đi, mình không cần quan tâm nhé, bởi vì nó không sử dụng. Cái phím này quan trọng là tăng giảm tốc độ này. Nên do đó mà cái phím timer mình thấy vẫn bấm được, bởi vì nó có viết lứt ở đây. Nhưng mình thấy nó vẫn bấm được, nó 8.8, nhưng cái chỗ này mình đang cạo ra này, nó đang đứt ở vị trí này. Mà vị trí này thì không thể hàn được rồi nhé. Bây giờ phải có võ để phục hồi lại được cái phím này. Bây giờ bắt đầu làm, như vậy là con này còn làm lâu hơn con kia. Đấy, chúng ta sẽ thấy nhá, đôi khi là tưởng là đơn giản nhưng mà để mà xử lý được nó, để mà kiếm được thu nhập thì không phải là dễ đâu nhá mọi người nhá. Trẻ nghe này ném bỏ, nhưng mà mình vẫn cố gắng phục hồi lại cho người ta thành cái điều khiển zin chạy có ghi vẫn còn con này nhá. Nào đi. Điếm. Điếm rồi này. Cái dây con này là dây may nhá. Chúng ta chỉ có thể hàn được trên đồng thôi, chứ cho chúng ta không thể hàn được cái lớp dẫn điện bột than được. Do đó mình để như này, ép xuống thì cái lớp bột kia, cái này này, nó ép xuống thì nó dí chặt thì kiểu gì cũng tiếp xúc được nha. Mà nào có cách hay hơn thì bình luận cho mình tham khảo nhá. Đổ keo lên phai hai phát nó ngấm vào con IC, sau đó nó ngấm vào cái vết lứt đấy thì là nó giữ cứng lại. Thế là con IC giờ có rời bóc các bạn ạ. Con này có sửa lần này lần sau thì lắm bỏ, nhưng mà vẫn tận dụng được con IC sống đấy mọi người ạ. Cầu kéo ngon lành, phát xung ok, nắp hoàn thiện thì bấm không nhận điều khiển, phát xung ok các bạn ạ. Mẹ phải rào tháo ra để nhìn lại xem mình có bị nhầm ở đâu không, thì không hề nhầm ở đâu cả. Cuối cùng là ông Thạch Anh này ông cũng lỗi mọi người ạ. Đấy, qua đây chúng ta sẽ thấy này, con Thạch Anh này nó vẫn có dao động, nhưng mà nó dao động chẳng phải là 4-5 năm nữa, mà nó dao động là tận là 400 hoặc là 300 chẳng hạn. Chúng ta sẽ hiểu luôn như thế nha, nó sai về cái tần số dao động. Đến tới nó phát xung bình thường nhưng mới trả nhận. Nên mọi người đôi khi nhiều người này, trên xem trên kênh ấy, là dùng điều khiển này này, dùng điện thoại này là xem nó vẫn phát xung được ấy, nhưng mà trả được mặc dù đã thay pin mới ấy, thì đôi khi là do Thạch Anh chết kiểu ý nhá. Nên con này chết kinh khủng luôn các bạn ạ. Đấy, chúng ta sẽ thấy là đôi khi sửa chữa ấy, nào nó là cả một vấn đề. Nhưng mà phải sửa, phải chạy được bình thường thì mới có thu nhập mà. Đấy, đây là phím ấy này. Còn đây là hình như đây là cái túp năng này. Đúng hết rồi. À đâu? À, cái RM này nó bấm được như thế mà các bạn. Nó chuyển đây, nó sáng cái đèn này này. Ok nhá, bây giờ thì lắp hoàn thiện. Thật. Vừa nãy mình lắp, mình đã dán keo đây, nhưng con này mình cũng đã dán keo lại hết rồi. Bởi vì nó bị bong, thợ bóc đấy nhá. À, người khác bóc nhá, không phải mình đâu nhá. Đây này, cái phím này bấm cũng như thế mà. Đây là mình tăng giảm này. Cái con này cũng thế này. Tăng giảm mình đang đang chế này. Đấy. Còn bấm cái này thì nó cũng, nó sáng cái đèn, nó gọi là cái đèn gì, quên mất tên rồi nhỉ. Để gió thoáng, đây là túp năng, ok hết rồi. Bây giờ mình phải lắp lại hoàn thiện các bạn ạ. Lắp hoàn thiện ngon lành rồi, bấm là nó vẫn phát xung, tưởng phát xung thế là ngon, cuối cùng là đích, nó đích nhận. Sư có thấy anh là mình lại tháo ra lần nữa. Mà nhiều khi là sửa là nó phải chạy được thì mới có tiền mà các bạn nhá, mới có thu nhập. Đây, lại dán lại ok rồi. On này. Về mô D. À, vừa nãy nó new rồi. Nó new rồi, đấy, các số tốc độ. Gió thoáng này. Cái đèn này nó sáng này. Thì nó tự động nó chuyển các bạn ạ. Đây là mất tắt gió thoáng này. Đây là slow in thoáng này. Đây là timer này, tắt này, hẹn giờ mở này. Đấy, cái thằng quạt bo xịn nó thế đấy các bạn ạ. Con này cũng ngon rồi này. Đấy, như vậy là con này vất hơn con này. Cái con mà mình khò IC ấy. Còn con này là con không khò IC nhưng đứt mạch. Nhưng mình đã đổ cái keo 502 tạo thành vết cứng cả IC. IC bây giờ như là cục gạch để làm cho cái mên không bị gãy nữa các bạn ạ. Có giờ tháo phải khò lên thì keo nó bong ra được mà. Thôi ok, bây giờ bỏ hết hết mà khiển quạt mít siêu su rồi, bây giờ cất cái này đi, bây giờ sửa mấy cái khác nữa. Tiếp theo cái khiển Samsung của khách, cũng của khách, của hai con quạt mít su, hai cái bo quạt, hai cái khiển mít su mình mất thời gian làm nhiều ấy. Con này xỉn hết chân, dùng pin chảy nước, kim điện thì không thể ăn dòng tí nào luôn mọi người ạ. Kiểm tra tình trạng xem thế nào. À, cũng cạy này, cạy thủng chỗ này rồi đây này. Là cũng đã cạy ra rồi. Nên khả năng hai con kia, hai con quạt khiển Mitsu kia là khách cũng tự tháo các bạn ạ.
tháo nó xịn nên nó lâu năm thì cái keo nó rất là cứng, cái keo dính của nó chúng ta phải khò nóng nó lên thì chúng ta mới cạy nó mới ra các bạn ạ. Còn cái đồ Trung Quốc thì cứ cạy ra được luôn. Như vậy là nhiều khi là đồ Trung Quốc là xịn hơn, xịn hơn theo cái kiểu là dễ tháo ra hơn các bạn ạ. Nhựa nó dai lắm mọi người nhá, cạy thảo thoải mái, vỡ thì thôi bởi vì đằng nào nó đã hỏng rồi các bạn ạ. Đấy, mic đấy này, chắc hy vọng là sửa được cho người ta. Đấy, khiển nhìn đẹp ghê đây, vẫn sáng mới đẹp thế, tại sao lại không tiếp xúc pin người này. Dương ở đây này, đã nhé nó phải ăn dòng một chút cơ, đây nó chả ăn dòng gì nên mình chập hay nào. Đấy, bộ cấp nguồn mình ok mà nhiều khi nó dòng nhiều quá đứt dây các bạn nhé, nó toàn đứt cái cổ rồi thôi, không tem gì dòng là luôn, không thấy nhấp nhá dòng gì luôn các bạn ạ. À, thế mới lạ. Thế này thì mình đã làm nhiều video mình chia sẻ rồi, bây giờ lại zoom lên để đo đạc nhá. À, nó thằng Samsung này nó có nhiều model khiển này các bạn ạ. Ngày xưa mình còn phân tích cho mọi người cái khối chỗ này rồi. Kênh này là trong một danh sách điều khiển từ xa rất nhiều, nó là một cái dữ liệu sửa chữa cho nhiều các bạn này các bạn ạ. Thì nó sẽ nguồn nó sẽ đi tới cái cực E của con này này. Đó, nó sẽ chuyển sang đây được chưa? Nó sang được đây rồi. Sau nó tới đây này. Nó tới E này chứ. Hai con này là hai con sẽ mở đến đây thì là đã có nguồn rồi nhá. Sau nó đi lên con qua con L này. Nó vào IC này rồi. Thế mà vào IC rồi mà IC chả ăn tí dòng thì giờ IC không khởi động à. Nên bóc ra để khò nóng nó lên cái xem, đôi khi là cái hơi mà không khò đi. Bóc ra ra thử dùng xăng đánh sạch đi, không sấy khô thử. Nhiều khi là do ẩm thấp nên nó không khởi động được, chân thạch anh nó bẩn chẳng hạn đấy. Nó không khởi động được nên nó chả ăn tí dòng nào cả các bạn ạ. Có nguồn tới IC rồi đấy các bạn nhá. Cứu được lúc cái này không các bạn? Đấy, để lên đây đi, tí nữa để dán lại. Đấy, chờ mình ra dùng xăng đánh sạch thử cái nhá. Chưa đánh sạch mà bóc cái lớp tem giấy này ở đấy nó ra, chúng ta sẽ nhìn này, chân thạch anh à, chân IC này mà chôn trên chúng cái đường của thạch anh dao động thì ối giời ơi, như thế thì bên này như thế. Đây là acid pin nhá. Khuyên mọi người nên dùng loại pin kiềm hay pin alkaloid hay gì ấy, để nó không độ chảy axit các bạn ạ, chứ pin đều thì nhanh chết điều khiển lắm. Đo đạc qua thì nguồn cũng đến IC rồi, chả làm ăn gì được, chả có tí ăn tí dòng luôn bởi vì nó không có mạch lưng áp cái thứ gì cả. Mà con này nó chạy trực tiếp 3V từ pin nha, khi pin yếu xuống còn 2V4 hay sao vậy là nó sẽ chuyển trạng thái tắt và thêm qua liên quan đến con IC bảo vệ này. Còn con này nó chạy cái ngưỡng, không biết là con này khả năng các bạn chế pin 3,7V, có khi nó 4,2V, có khi nó vẫn chạy bình thường đấy các bạn ạ. Các bạn cứ thử đi nhá, nó chết thì thôi các bạn ạ. Nhưng mình nghĩ là vẫn chịu phải đến 5V đấy chứ các bạn nhỉ. Những con IC Masu này này, thằng Samsung sản xuất này. Cái chân thì mình đã vệ sinh sạch lắm rồi, nhưng mình cứ khò lên thôi cho nó sạch lên. Bởi vì đôi khi cái hơi axit pin này nó vẫn nằm ở ngầm ở dưới chẳng hạn các bạn ạ. Mình muốn vệ sinh sạch nó lên. À, khó lên thạch anh mình đá đi, thạch anh này và tụ này, tụ hai chân thạch anh ấy, con thạch anh này này và con thạch anh ống kia nữa kìa, xem nó có chạy không, không chạy thì IC chết nha. Mình nghĩ là thạch anh này là ít chết lắm, nhà có vài con khiển này khách bỏ bị chết IC, nó ẩm thấp thế thì nó chả chết, nó ra xít nó vào thế nó chập thì nó chả chết các bạn ạ. Cái quạt thì đang có cái quạt thổi, chả có gió gì cả, chả có nhiệt gì cả, thổi hết mất nhiệt. Mình vừa khò, sau đó là nó đã lung lay được những con thạch anh, hai con thạch anh lung lay được hai con thạch anh này, rồi hai con tụ tại chân thạch anh này. Con này cũng có hai con đấy, con này con thạch anh 32,68 này, con đen đen này này. Chờ cho nó nguội đấy,
tiện thể này dùng cái bông này hút hết cái bẩn đi, để không phải rửa, cứ để nguyên thế cũng được, để to tự bảo vệ. Cho nó nguội một tí để test thử xem không được thì thôi ném, không sửa nữa, chuyển cái khác các bạn ạ. Bởi vì IC con này nó hay chết mà, nhất là bị ẩm thấp, à bị nó như thế. Bây giờ bắt đầu test này, xem mày sống hay tao sống này. Nháy không? Không nháy, chết nhá, không làm ăn gì được. Nó phải nháy cái đèn đỏ này cơ các bạn nhá. Tóm lại IC chết, không làm ăn gì nữa đâu. Bỏ thôi. Cho mọi người tham khảo xem quả mình khỏi IC lúc này IC ra luôn nhá. Như này tóm lại là con này mình nghĩ là đấy vừa test thử không được đấy các bạn ạ. Mình đang muốn khò cho nó sợ chân ngầm bên trong nó đứt rồi. Nên mình đang khò con IC cho nó lúc này ra luôn. Tóm lại là IC nó là mạch tích hợp rất nhiều chân, bây giờ nó bị ẩm thấp do cái axit thế dẫn tới là nó cứ chập con này sang con chân này sang chân kia. Đó đấy, lúc này được đấy các bạn ạ. Đây này, đấy nó dùng lúc này được này. Nó chập từ chân này sang chân kia hay là nó chết thực sự các khối chức năng bên trong rồi. Nên không làm ăn gì được, khó nghịch tí thôi. Đóng lắp lại giá để chuyển sang hai cái khiển điều hòa kia. Không cam lòng vì nhìn nó đẹp như thế đấy các bạn ạ. Vì nó đẹp như thế mình đã khó nay bọn này rồi nhưng mà vẫn không gì, nên mình đang khó nay cả con này luôn. Các bạn đấy nhá. Nếu không được nữa thì thôi. Chắc là không được thôi. Bởi vì mình vừa nói cho mọi người rồi ấy, nó là nó chân nó rất là bé này, nó cứ bị điện là cái acid pin này nó làm chập chân này chân kia, dẫn tới là nó bị hỏng các khối chức năng bên trong, dẫn tới lỗi nhá. Đây là trường hợp chết ngắt, còn nhiều trường hợp thì chết chập các bạn ạ, chết chập ăn dòng các thứ đấy. Và nhiều con thì ăn dòng chập ăn dòng nhưng mà vẫn mới điều khiển được các bạn ạ. Như vậy là cái anh này chỉ sửa được hai khiển Mitsu quạt điều khiển các bạn nhé. Này phải anh ấy có cái chung cư cho thuê này, đầu tư điều hòa các thứ này. Anh này anh ấy giám đốc của công ty mà mình hay làm, có mấy cái chung cư ấy, thỉnh thoảng anh ấy vứt mấy tháng là trả ấy này, trả điều khiển được nữa thì đem đến mình cần tháo pin ra hết trước xem có sửa được không. Đầu tư những cái điều hòa rẻ tiền là Fuji Re này, các chung cư ấy các bạn ạ. Con này mình đa số mình đoán là do để lâu nên là acid pin nó vào nó làm dỉ cái chân pin thôi, chứ xử lý chân pin có khi là sẽ là chạy bình thường. Đấy, điều khiển chỉ có một thay anh 32768 kHz lùi giờ thôi và có một con tủ lọc điều khiển hãng của người ta đấy các bạn ạ. Nhưng mà do là giá thành nó rẻ, thiết bị rẻ thì người ta chả đầu tư được đồ xịn được các bạn nhé. Thì với dương ở đây này, âm ở đây xem nó có lên không. Chả lên gì cả. À đấy, lên rồi. Như vậy là xử lý chân pin là được các bạn ạ. On này, đấy, bấm phát sóng này. Mò này. Đó này là nó lâu năm quá, chắc họ để họ chả bao giờ họ tháo pin. Nên nó dỉ chân pin thôi, xử lý chân pin là mình nghĩ là bình thường các bạn nhé. Đây những cái ban hay gặp mà. Chỉ có cái thằng Suli kia, à, thằng Samsung kia thì nó lằng nhằng hơn này. Đấy, lên bình thường. Thằng Samsung kia nó tích hợp Bluetooth các thứ đủ các thể loại. Ơ con này không bấm được. Con lên không bấm được. Thế sao lại liệt phím rồi. Thôi xử lý con kia trước. Ơ vẫn bấm, vẫn có tiếng phát này. Vẫn có phát mà, như vậy là cái màn hình có vấn đề à. Đấy, lên này nhá mọi người nhá. Nó phát sóng này. Đó, phát sóng ở đấy lại lên rồi. Chả hiểu. Úi, cái đồ. À, nó tắt như này. Khi nó tắt rồi thì không bấm được cái gì nữa cả. On này. Đấy, on cái nó lên, cái nó mất luôn. Rồi con này cũng phải tháo ra kiểm tra, như con kia thì xử lý chân pin trước đã. Con này này. Chân pin này. Các bạn này. Nó hơi to, nhét vào căng lắm. Ngon đấy. Đấy, chặt kinh. Tiếp theo cái bên này nữa thế thôi, không bắt đầu cắt hàn vào nhau. Đấy, chân pin mới đấy các bạn ạ. Còn mỗi cái này là không sao, để nguyên thôi.
hơi căng một chút đấy, bởi vì cái lò xo này mình cảm giác cho lò xo cho pin to, nhưng mà căng này nó mới xịn các bạn ạ. Đấy, ừ, đấy lên cái đó nó tắt, bật on nó sẽ được, nhưng con kia on là có vấn đề. Nhiệt độ đây. Một con đã xong, tiếp tục con này. Con này cần tháo ra nhìn qua cái các bạn ạ. Xem tại sao lại bị như thế. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái quả pin pin con thỏ nó bị như này cơ mà. Mọi người thấy kinh không? Và nó khô hết axit rồi vì nó lâu rồi mà. Chung cư thuê dính dịch Covid thế là cứ bỏ không. À, cũng bấm lâu lắm, cũng bấm chân nó xỉn ghê này. Tạo cho nó sạch nhé. Không phải thay chân pin thôi. Đây là cái mạch của nó đây này các bạn này. Nó không phải là bột, nó cũng có bột than. Nó dẫn từ điểm này sang điểm này. Nhưng mà nó ấy của nó bằng đồng rồi này. Cạo thoải mái các bạn nhé, cạo sạch nó đi. Con này không phải thay. Cạo hàn cho ít thiếc vào đầu của nó các bạn ạ. Con bên kia cũng thế rồi. Và có khi là nó vẫn tiếp xúc được tốt các bạn nhé. Đó, xuống như thế. Cẩn thận thì cho mấy ít dầu nhớt vào đây này để chống gì sau này các bạn ạ. Bẩn thỉu một chút nhưng mà lại tăng được cái độ bền. Con này thì vẫn ngon lành như cũ. À, xem con này xem nào. Như vậy là còn một đôi pin. Tháo hơi khó đấy con này. Chân pin nó chặt mà. Chặt quá thì có thể cắt bớt cái lò xo đấy đi các bạn ạ. Không có lên đâu. Vẫn nền nha. Đấy. Nên cái chữ 01 rồi nó tắt. On được luôn. Bởi lẽ là do cái phím của nó không tiếp xúc tốt thôi mọi người ạ. Chế độ này, tăng giảm này. Mình thấy cái nút này là cái nút nút turbo. Thảo nào mình lật qua cái nút turbo, người thấy người ta bấm nhiều thế nó xỉn bỉnh các bạn ạ. Nút tăng cường nó chạy nhanh ấy các bạn ạ. Ok, thôi video kết thúc luôn nhá. Đấy, như vậy là mình sửa ba cái khiển Mitsu, một cái khiển Villa Win và hai khiển Fuji AE, còn cái khiển Samsung thì lém các bạn ạ. Thôi chào mọi người nhá.